Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Shop Banza tiếp tục lên video tư vấn về các cái vấn đề về máy hút ẩm nhé. Và cái chủ đề hôm nay sẽ là top 3 cái vấn đề mà điều hòa không thể thay thế máy hút ẩm được. Đó. Thì tại vì rất là nhiều khách đã liên hệ bên em và đã hỏi cái vấn đề là xem là điều hòa cũng có tính năng hút ẩm rồi, nó cũng có khả năng làm khô, cũng có khả năng sấy. Thế thì vì sao mà chúng ta lại phải dùng thêm một chiếc máy hút ẩm nữa? Đó. Và hôm nay mình shop bên mình sẽ nêu một cái lý do nhé. Lý do là vì sao mà điều hòa không thể thay thế máy hút ẩm được. Đó. Thì mọi người cùng xem, mình sẽ nêu nó 3 luận điểm, nói chung là cốt lõi nhất, mà theo như mình nó là chuẩn nhất để mình thấy là điều hòa không thể thay thế được máy hút ẩm. Các bạn nhá. Thì cái phân tích ở lúc đầu ấy, ý đồ lúc đầu mình nói ấy, thì hôm nay mình sẽ phân tích, bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề đầu tiên, nghĩa là cái thằng hút ẩm nó có các cái tính năng mà thằng điều hòa không có. Ví dụ nhất là mình đánh giá cao nhất những là cái cảm biến ẩm, đúng không? Thường thường các máy hút ẩm bây giờ các bác nhá, đây thường thường nó sẽ có tính năng hút auto. Đấy, tính năng hút auto này. Đấy, tính năng hút auto mọi người nhá. Tính năng hút auto này. Đấy. Và thường thường nó sẽ có cảm biến độ ẩm. Có con thì nó sẽ hiện là độ ẩm lên, có con thì không. Ví dụ như con Bisu này thì nó hiện độ ẩm là các số nhá. Ví dụ như thế, có dòng thì nó sẽ không hiện thị độ ẩm, nó sẽ cảnh báo là thấp trung bình cao thôi. Đây, như dòng Pana này thì cũng có này. Đấy, thì là gì? Khi các bác có hút ẩm ấy, thì khi bác chạy máy hút ẩm thì độ ẩm ở trong môi trường ấy, thì nó sẽ, khi máy dùng máy hút ẩm thì nó sẽ hút đến cái mức nhất định, nó sẽ dừng lại. Đó, thì nó sẽ không gây hiện tượng thực ra là khô quá. Có nhiều người là mình đã gặp rất là nhiều người là đã sử dụng điều hòa và không chịu được. Tại vì thứ nhất là nếu mà chạy vào mùa, thường thường mùa nồm ấy, thì ở miền Bắc ấy, thì nó sẽ vào mùa đông và mùa xuân, thì nó rất là lạnh nữa, đúng không ạ? Khi mà bác bật chế độ hút ẩm thì thường thường rất là lạnh, và nó lạnh thì bác không thể dùng trong mùa đông được. Đó, nó rất là rét luôn, đúng không? Cái thứ hai là cái việc không chế độ ẩm là không có, vì cái máy điều hòa bây giờ thì nó vẫn chưa có tính năng gọi là khống chế cái độ ẩm khi mà máy chạy. Thì có một số cái con mới thì cũng đã có tính năng bù ẩm rồi đấy, nhưng mà mình cũng không đánh giá cao và thực ra nó cũng không hiệu quả lắm. Đấy là thực tế nhé mọi người nhé. Thế thì cái máy hút ẩm nó có cái giá trị riêng, đó chính là nó có cảm biến ẩm và có khống chế độ ẩm khi mà mình xử lý ẩm trong phòng đấy. Và tất nhiên là nói thật luôn là ví dụ như bây giờ hãng Panasonic nhỉ, Panasonic hãng Sharp hay là hãng Mitsubishi, người ta vẫn làm điều hòa, vẫn làm máy hút ẩm, thì không phải ngẫu nhiên mà người ta phát triển vẫn phát triển hai con máy, trong khi nếu một máy làm được thì chắc chắn là không sẽ sản xuất cho con máy thứ hai, đúng không ạ? Vẫn rất là hàng Nhật nữa, người Nhật thì người ta tính rất là chi li, mình đang báo tất cả ở đây hàng Nhật bã mọi người nhá, tính rất là chi li cái vấn đề là cái máy hút ẩm và cái máy này nó hoạt động là tối đa mang lại cái lợi ích cho con người như nào, đúng không ạ? Ok, thế thì cái ý đầu tiên là mình nói là cái máy hút ẩm nó có cái giá trị về vấn đề khống chế độ ẩm và nó có những cái giá trị về xử lý độ ẩm tốt hơn rất nhiều so với điều hòa. Theo ở cái ý thứ hai là ý về mình phân tích về sao điều hòa không thay thế máy hút ẩm như này. Thằng điều hòa ấy, thì các bác biết rồi, nó sẽ là các công nghệ ga, ví dụ như là ga 322, ga 410 hoặc ga 322. Nhưng các cái máy hút ẩm thì thường thường ga cho nó sẽ là đây. Thường thường ga nó sẽ là ga 134, có thể là AB gì đó, nói chung đại khái như thế. Thì hai công nghệ ga này khác nhau hoàn toàn. Công nghệ ga này là công nghệ ga nén nước để làm lạnh, gọi là nội bộ. Còn điều hòa nó là công nghệ làm ga để làm nó tỏa ra hơi mát các thứ, đúng không ạ? Làm lạnh bằng không khí, làm lạnh không khí bằng hơi ga. Đó, thế thì bây giờ mình phải so sánh về cái điện năng nhá, thì những cái dòng này, ví dụ như các bác biết cái thời tủ lạnh ấy, hoặc như hút ẩm này thì nó cực kỳ tiết kiệm điện. Đấy, nếu mà điều hòa bây giờ các bác tính là nó chạy 24/24 thì nó sẽ không thể chạy được. Đúng không ạ? Mà chạy rất là lâu ngày, ví dụ điều hòa hút ẩm tủ lạnh các bác cắm quanh năm suốt tháng, đúng không ạ? Không bao giờ rút, gần như thế. Đúng không? Thế thì điều hòa không thể làm như thế được. Đó. Đấy, thì về cái độ ga này thì nó chỉ là làm nén nước thôi, thì nó chạy rất là bền mà nó rất là lâu. Nó không bị ảnh hưởng bởi tác động nhiệt, thì không các điều kiện môi trường hay là điều kiện về đảm bảo chất lượng về cháy nổ các thứ, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà điều hòa các bác cắm mà bác bật nó thật bỏ bật 24/24 mà bật trong cả tháng thì không con nào chịu được.
đấy là chắc chắn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là vì sao mà cái thằng điều hòa không thể thay thế được máy hút ẩm? Vì thế máy hút ẩm công nghệ lốc ga của nó nén nước, nó là công nghệ và lốc ga khác. Cái thứ hai nó là tiếp theo là cái độ tiết kiệm điện. Tất nhiên là các bác bây giờ bác bật một con điều hòa, ví dụ bây giờ tôi nói những phòng 30 m², các bác dùng một con hút ẩm nhé, ví dụ con hút ẩm khoảng 10 lít, ví dụ con này đây, con này là 10 lít, thì con này được 35 W lại, thì con này nó chỉ hết là 260 đến 306 W. Nhưng nếu bác bật một con điều hòa cho phòng 30 m², thì các bác biết là nó cực kỳ tốt, tối điện. Ví dụ như một điều hòa 30 m², các bác dùng ít nhất cũng phải dùng con 18 đến 24 nghìn, đúng không? Ví dụ con 18 nghìn thì tôi cứ tính sơ sơ điện là một, nó phải tầm 2 kg rồi đấy. Thì riêng về độ tiết kiệm điện là đã có sự chênh lệch rất là lớn. Thế nên là thằng điều hòa nhất thiết và chắc chắn là sẽ không thay được hút ẩm, vì hút ẩm nó như có những cái công nghệ làm nén nước riêng và xử lý hút ẩm riêng, nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với điều hòa và tiết kiệm điện năng cũng như tiết kiệm về kinh tế rất nhiều. Ý cuối cùng trong ba cái luận điểm mình nêu lên hôm nay ấy, thì là cái khả năng di động, đúng không ạ? Tất nhiên là bây giờ nha, các bác phải hiểu như này, cái máy hút ẩm thì các bác đây, một có bánh xe chẳng hạn, hoặc là bác có thể bê đi bê lại được, nâng lên lên nó cũng tầm khoảng hơn chục cân thôi, thì các bác có thể bê từ phòng này sang phòng khác. Ví dụ như bây giờ ở cái phòng này đó, mình có thể bê từ phòng này sang phòng khác, đúng không ạ? Và đấy, mình vừa nói ở ý trên nó cũng có kết hợp với ý này, nghĩa là các bác dùng một con hút ẩm cho phòng rộng thì nó cũng chỉ tốn rất là ít điện thôi, chứ mà không thể bật điều hòa 24/24 để duy trì độ ẩm, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là vấn đề là khả năng di động của máy hút ẩm nó tốt hơn rất nhiều. Các bác có thể mang cái máy hút ẩm ra phòng này phòng khác, chứ còn thằng điều hòa thì các bác không thể bê được, không thể bê được là nó chạy từ phòng này sang phòng khác, đúng không ạ? Đấy là chắc chắn rồi. Đấy, thì thực ra là cái vấn đề mà so sánh này thì cũng nhiều người đã đặt câu hỏi, và cũng có nhiều người đã nghĩ rằng và đã từng nghĩ và đã từng có người sử dụng rồi là bảo là thì anh đã có điều hòa thì anh không cần hút ẩm. Thì tất nhiên nếu các bác nghĩ như thế cũng được, nhưng điều hút ẩm nó sinh ra nó có những cái giá trị riêng của nó, và điều hòa không thể thay thế được. Mình nói là không thể thay thế nhé. Đó, thì trong cái video này mình đã phân tích ba cái luận điểm, ba cái vấn đề mà nói vấn đề là thằng điều hòa thì không thể thay thế được máy hút ẩm trong cái nhu cầu sử dụng của con người. Đó. Thì các bác nào mà có ý kiến nào khách quan hay là phản bác lại em thì cũng rất là vui thôi, tiếp nhận các bác ở dưới này, ở comment ở dưới để em sẽ anh em cùng trao đổi những ý kiến về của khách hàng. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.